người đại diện và lịch để mà chữa bệnh bằng phương pháp của bà lịch đó, là tại Vassava. Tôi á thì thực ra là tôi là học cái phương pháp mà bấm huyệt của bà Bùi Thị Lịch á, là không phải là học trực tiếp với bà Lịch mà học qua một cái người khác, mà người đó cũng không phải là người trực tiếp với bà Lịch luôn đó. Cho nên đó là cái may mắn á, là tôi tìm được cái cơ sở khoa học của cái phương pháp của bà Bùi Thị Lịch. Và chính nhờ vào biết được cái bí mật là trong cái của bà Lịch đó, mà bây giờ cái phương pháp chúng ta càng ngày càng là hiệu quả hơn, và cái phương pháp càng ngày càng là được phát triển không phải trong nước mà cả ở trên thế giới. Thì khi mà tôi làm thì thường thường là trong thâm tâm của tôi là bao giờ cũng muốn đi tìm lại những cái truyền nhân của bà Bùi Thị Lịch. Cụ thể vừa rồi là tôi ra Hà Nội á, là tôi gặp một cái người học trò của ông Hồ Kiên, bác sĩ Hồ Kiên. Bác sĩ Hồ Kiên là người xưa là trực tiếp đi theo bà Lịch làm mấy cái công trình ở Tiền Giang hoặc là ở bệnh viện Công An, bệnh viện 34 thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà một cái điều á mà tôi trăn trở là khi mà tôi sang tôi dạy ở Ba Lan, ở Warsaw, thì khi tôi dạy ở Warsaw thì tôi gặp được một anh đó, là anh đó gọi là anh Tuấn, ở nhà hàng Đông Nam. Anh này là ảnh là chủ tịch của một cái hội Việt Kiều, mà Việt Kiều của những người Lai, chứ không phải là Việt Nam đâu nhé. Mà nói chung là Việt Kiều, người Việt Nam mình. Việt Nam mình ở bên Nam Sapa. Thì khi mà tôi làm cái phương pháp thập chỉ đạo vào địa lịch ở Bát Sapa đó, thì anh Tuấn có nói tôi là ngày xưa đó ở Việt Nam có cử qua một người đại diện bà Lịch để mà chữa bệnh bằng phương pháp của bà Lịch đó, là tại Bát Sapa. Và anh này á, là anh công tác ở Warsaw được 2 năm, sau đó là anh đi sang Pháp, sang Đức gì đó, rồi là mất tích. Thì tôi này á là cũng đã đưa trên mạng, rồi cũng đăng trên báo rất là nhiều lần để mà đi tìm làm sao cho được là gặp cho được cái anh tài, nhưng mà phải nói là việc vô âm tính, tìm không ra. Nhưng mà bất ngờ là mà phải nói là thật bất ngờ, thì hôm nay vì có một cái trục trặc nhỏ trong cái vấn đề đá thì tôi có mời anh này đến để mà xử lý ông, nhưng mà không ngờ ông tài đó chính là anh này. Thì tôi thì tôi rất là xúc động, bởi vì là tôi không bao giờ ngờ rằng tôi lại được có cái cơ may mắn gì đó. Cũng may là tôi không mắng đâu. Không mày là chứ không mắng. Không. Chắc là tôi mắng hôm trước là tôi không mắng rồi. Thì tôi xúc động lắm. Bởi vì là mình gặp là những cái người mà ngày xưa. Rồi một cái vui đó là ảnh cũng lại nắm cái phương pháp của mình qua trên cái mạng. Rồi sau đó lại ảnh lại là cũng có thực hiện thử cái phương pháp mình. Rồi ảnh cũng có một sự đánh giá rõ ràng về cái phương pháp đó, là giữa hai cái phương pháp nữa. Thành ra là hôm nay á, thì tôi nói là để giới thiệu đi, rồi đồng thời anh cũng nói chuyện cho mình nghe sơ về cái lịch sử một xíu và cái quá trình hoạt động anh chút. Rồi sau đó là trưa nay anh 12 giờ anh cũng phải bận rồi. Thành ra là tôi mời anh cơm trưa thì anh mắc kẹt với chỗ khác rồi. Thì tôi sẽ tiếp tục liên lạc với anh để mà còn đứng về mặt chuyên môn ấy, thì sẽ còn có một sự trao đổi một cách nghiêm túc. Tức là tôi muốn anh giúp cho tôi ấy, là những cái tuyệt chiêu của bà Lịch, cũng như tôi sẽ giải thích
một cách cặn kẽ cái phương pháp này để ảnh có thể là nắm, để mà ảnh nắm, bởi khi ảnh nắm được á thì ảnh nói hay hơn chúng ta, tại vì ảnh là người trực tiếp gặp bà Lực, mà lại là đại diện bà Lực đi làm việc ở Ba Lan. Và không phải là đơn giản nha, tại vì cái chỗ anh làm thì nó lại liên hệ với cái hội tàn tật mà của bên Ba Lan đó, thì anh ấy để lại rất là nhiều dấu ấn và mọi người luôn luôn là khen ngợi về cái cách làm anh bên đó. Do đó là nếu như bữa nay thì nói chuyện, nhưng mà nếu như mà tuần sau á, anh có thể sắp xếp được thời gian, có nghĩa là khoảng từ thứ hai cho đến tới thứ sáu tuần sau á, thì tụi này lại có một cái lớp buổi sáng nữa. Thì tôi muốn mời anh đến để ngồi nghe. Rồi tôi sẽ đứng giảng, trực tiếp giảng, và tôi sẽ nói thật là rõ cái vấn đề. Rồi trong cái giảng đó anh có những cái gì mà của bà Linh á, thì anh có thể nói để mà bổ sung. Đồng thời á, bây giờ trước nó có một cái vấn đề mà cực kỳ quan trọng nè, là bà Linh á, là bà chuyện chỉ á, bà giải á, không có giống như đây. Rồi bà làm, bà làm gì thôi, rồi mọi người nhìn rồi học rồi, có người may mắn nó biết được vài chiêu thôi, chứ còn không phải là được mà cụ thể như mình bây giờ. Cho nên đó là cái thời gian học của anh tôi không biết bao lâu, nhưng mà tôi biết là như Mai đồ mấy bà theo cả chục năm trời. Do vậy là hôm nay là thứ nhất á, là mong anh nói chuyện là cái mà anh em rất là mong muốn được điều này. Cái thứ hai á, là một cái mong muốn mà như bạn thiết thực á, đó là tuần sau mời anh trực tiếp đến đây, và tôi sẽ thông báo cho những cái anh em mà cũ này, các thứ rồi đó, là cũng tương đối là đông á, để đến nghe tôi nói chuyện với anh, với tôi cùng tôi nói chuyện về cái trường hợp mà mình chữa bệnh. Tôi xin mời anh. Xin mời anh. Đây là một cái cơ duyên của tôi đến gặp Tân Châu đây, cũng không có hẹn trước, không có gì hết, những bất ngờ thôi. Vì tôi cũng có nghiên cứu thấy về vấn đề mà đá trùng gan của thầy Dương Châu đó, bên gần qua thì về đây á, trước tiên là tôi có đặt mua hai cặp đá. Đầu tiên xin lỗi là nói cái sơ khởi trước, đập hai cục đá gửi do cái chuyển giao tận nhà. Thì sau khi tôi thử á, trong hai cặp đá có một cục nó bị cái vết chút xíu thôi. Tôi mới điện thoại hỏi cái chỗ mà giao hàng nên thế nào, tôi bị vậy sao. Có nói đây là đá là hoàn hảo, đã kiểm tra hết, không có vấn đề gì hết, nên khỏi cần đổi gì hết. Tôi mới hơi thắc mắc, tôi mới liên hệ qua cái mạng chip của học sĩ Dương Văn Pháp. Tôi mới hỏi như lại y như tôi trình bày vậy. Thì thầy đâu đây mới có điện thoại, cho tôi có điện thoại để mà tôi đến đây để nói chuyện. Thì chính cái vết đá đấy mới là cơ duyên. Nhờ đó thì đó, một cục đá, có chút xíu cục đá, một cục đá, chút xíu. Nếu mà cái chỗ đó nó chịu đổi thì tôi cũng có gặp. Đúng rồi đó. Nó không chịu đổi tôi mới liên hệ là cặp cục đá. Ông ơi, lấy cục đá có gì chứ ạ? Để xài cũng được thôi, nhưng cục đá đó là cục đá giao duyên gì đó. Đấy. Vậy bây giờ tôi cũng xin nói sơ qua về cái quá trình tôi làm việc hồi xưa. Cách đây cũng trên 30 năm rồi. Thời bác sĩ Nguyễn Nhân Hưởng và bác sĩ Huỳnh Miễn Liên ở câu lạc bộ dưỡng sinh dưỡng y trường học Nguyễn Tâm, và bác sĩ Trương Tình còn làm viện trưởng đó. Thì tôi là trưởng ban huấn luyện viên về công câu lạc bộ dưỡng sinh. Thì sau khi ở thực tập ở đó thì có một cái phái đoàn của đứng đó, nói là đứng ở trung tâm viện chăm cứu bên Ba Lan đó, tặng quà tham quan, thấy hay quá, thông báo không cần thuốc, chỉ cần bấm nguyệt tập luyện không mà đã hết bệnh khỏi bệnh luôn, nó mới làm cái giấy mời xin một người đi qua bên Ba Lan. Đó là Tuấn làm giấy mời. Đúng rồi, đúng rồi, giấy mời đó. Thì nhưng mà lúc đó là mẹ ruột của anh Tuấn là trưởng phòng tổ chức của viện. Tôi không đi. Đấy. Gì biết? Lúc đó là không có gặp thẳng anh Tuấn nữa mà gặp người đại diện về. Đấy, thôi. Gặp người đại diện về mời thôi, làm giấy mời. Đó thì sau khi được cái giấy mời, lúc đó bác sĩ Trường Thịnh ký thì chọn đâu có ai ngoài tôi. Tại lúc đó tôi là trưởng mặt. Mà mình đâu có đi, thấy không? Nhưng mà tại vì cái chuyện nó cũng mình không có đón trước được. Đi thì thôi, nhà cũng, gia đình cũng ai muốn cho đi hết á. Chuyện vợ con mà thế này chỉ có 2 năm mà có gì đâu. Đi qua bển, đó thì qua bển làm việc với trưởng của cái trung tâm nghiên cứu của anh Tuấn đó.
thì nó hay quá. Quá trình mà học tập với bà Sáu á, là trong lúc câu lạc bộ dưỡng sinh thành lập á, thì bà Sáu có tới gặp bác sĩ Nguyễn Hưởng, như là bà cũng muốn truyền bá cái phương pháp phóng nguyệt để phối hợp với phương pháp tập truyền của bác sĩ Nguyễn Hưởng. Thì bác sĩ Nguyễn Hưởng với bác sĩ Quỳnh Liên thông ý cho bà mở một lớp cho tất cả huấn luyện viên được khóa, và khóa bảo đó là khóa đầu tiên của bà Sáu truyền về cái phương pháp bấm huyệt của bà Sáu. Những cái đó bây giờ, những cái học viên đó bây giờ có bằng chứng của viện nghiên cứu học tập đàng hoàng đã qua cái khóa bấm huyệt của bà Sáu. Thì tôi được đi qua Ba Lan, thì trong lúc Ba Lan thì tôi cũng bấm huyệt thôi, bấm huyệt với cái huyệt của Tàu và phối hợp với cái bấm huyệt thật kỳ đạo của bà Sáu. Rất là kết quả ở bên Ba Lan, không ngờ được những cái kết quả mà khi qua bên những bác sĩ mà chăm cứu đồ bệnh không phải nói đỡ gặp tức với tôi luôn. Thế ổng có giọng có hai bàn tay mà ổng làm tầm mê tội trên và mấy bà tới bệnh nhân tới còn đăng ký nhập bấm huyệt thôi chứ không có chăm nữa. Sau khi thời gian đó được tôi làm đó là báo chí Ba Lan đã lên ảnh mà trước khi mà tôi đi rồi Ba Lan đó tôi không dám nói rồi, tôi nên nói tôi xin đi Ba Căng thôi, xin đi nghỉ phép trong vòng làm việc 2 năm tôi đi nghỉ phép thôi. Đó, thì ba trước khi đi là mọi người biết chia tay khóc lóc, ưu nhất là những cái bà bệnh nhân mà có những con trong con liệt rồi. Nghĩa là chưa thì hết hẳn, nhưng mà những đứa con liệt 4 năm 6 tuổi rồi đã bắt đầu đi đứng được, không phải đi đứng nhưng mà bắt đầu đứng được. Những đứa bé mà không nói chuyện bắt đầu bắt mẹ được. Mà tôi đi là họ khóc, không biết làm sao. Mình đi nữa, tôi đi tất cả những hồ sơ những gì đó là tôi không có đem theo gì hết. Mà tôi đi được lúc đó là Ba Lan đó là nó vẫn còn chế độ cộng sản, mà muốn đi du lịch qua bên Đức ra đi chơi nước Âu Châu mới về. Hơn đó là cái ông đại sứ Việt Nam ở Ba Lan, ông có đứa con cũng cái tâm thật cũng không mất rồi, thì tôi cũng nghe nói tôi cũng có tới trị cho nó đỡ lắm. Nhờ vậy mà ông ký giấy bảo đảm đó, đi qua Pháp qua Đức ở thời gian tại Minh Châu á. Lúc đó Minh Châu á tôi cũng nhớ tới chỉ biết ông lúc đó là có thằng trai cũng 19-20 tuổi gì đó, nó không nặng lắm nhưng mà nó có bình thường đó, thì tôi cũng tới giúp cho nó thì thấy kết quả. Là mà lúc đó tôi cũng chưa có biết phương pháp của thầy cho, chỉ là bấm huyệt với phối hợp cái tập chỉ đạo của bà Sáu thôi, về căn về điện này kia đó thì mình tất cả bệnh nhân để có kết quả sau đi. Rồi từ mà bắt đầu mà từ sau khi tôi về Pháp rồi á, qua Đức đó thì không lẽ mình tới đây rồi mình trở về hết hợp đồng Ba Lan phải về Việt Nam thôi, tại mình làm hợp đồng mà trong thời gian 2 năm á ở lại Đức, nhưng mà Đức nó không chấp nhận, nó nói anh là người của quốc gia cộng sản đưa đi thì anh đâu có việc gì xin tị nạn ở trong mấy cái bậc pháp. Có con cái con gờ đoạn đường cũng gian trưng lắm, mưu sự tại nhân mà thành sự tại trí, nhưng mà nhân định thắng thiên diễn thượng nữa, mình quyết định nữa, không phải là mình cứ chờ thời qua pháp cũng tài gì được lại cũng mới tính chạm vào thời điểm. Mà xui ngay là tại tôi có anh bạn thì cũng mới vừa lên chùa lại đi tâm mới lên địa điểm lại về về nè, về xui cái thời mà thành bạn tôi chuẩn bị anh đưa tôi đi thị điển á, thì đây số trời đã định mưa bão ngập tiếp xe cộ điểm được anh ấy ở được tháng sau ở được đó thời gian. Trong thời gian đó mình lấy gì sống đây, mình đi không có đem gì theo, mình tính đi qua Căn mà thì cũng sống nhờ cái nghề mình đi dạo, làm giống như thầy chữa bệnh dạo để mà sống 3 ngày ở Paris đó. Rồi sau khi mà được ở đợi Paris ổn định rồi ấy, thì bắt đầu học Pháp rồi, được giấy tờ học Pháp rồi thì mới vào nhập công chức của Pháp. Tôi làm về bên của về cái trung tâm phòng cố ý về diện dưỡng lão của cái tỉnh tôi ở đó thời gian. Thì trong lúc đó thì lúc đó là bắt đầu áp dụng giúp nợ, tại vì mình có cơ sở có ăn đậu cành nó nghề đó nữa. Đó, thì vừa làm việc ai có gì bệnh tới tôi á là bệnh kêu bác sĩ tay chạy rồi họ mới tới mình, chứ tội gì họ tới mình, bên bác sĩ bên đó họ đi đâu có tốn tiền, mình thì làm thì mình chỉ lúc đó mình cũng đi làm đâu có thì giờ đâu mà
phổ biến, ai cần tới biết thì giúp giúp vậy thôi. Mà bây giờ tất cả tôi cũng có lớp con bên tay nữa, nhưng mà khoảng từ hồi tôi hưu trí giờ thôi cũng bỏ rồi. Thì thương nay là bảy mấy rồi, hưu trí này cũng trên 10 năm rồi, 65 đến 65 là hưu trí rồi. Sau khi nghiên cứu rồi đó, trên mạng thấy cái tìm cái phương pháp của bác sĩ Dương Văn Châu. Cái này, vậy là gốc của bà Sáu đây rồi. Bắt đầu theo dõi nghiên cứu thì qua những cái bài giảng của thầy phối hợp chứ mà áp dụng thêm nữa thì kết quả còn nhanh hơn, kết quả rất là nhanh hơn một nửa bà. Tất cả giờ ở bệnh giờ ngay ở bây giờ già rồi vậy chứ mà bệnh mà bệnh nhân nào nữa lâu lâu chứ cũng hút tới tới giúp tôi thầy con. Nhưng mà chỉ những người thật sự bệnh thật sự cần thiết tôi mới giúp, còn có tôi mình già rồi không thì giờ để nghỉ ngơi thôi. Đó, thành cái kết quả là vậy thôi, chứ ngoài ra cũng không có gì hơn. Đó, thì tôi thấy là cái phương pháp của thầy phối hợp với cái phương pháp của bà Sáu hồi xưa để cải tiến, đưa khoa học vào áp dụng rất là y lý. Đâu đó mặt là kinh lý giải thích rõ ràng, nói tay cũng thấy nó cũng mềm. Từ nhờ đó kết quả quả đó, những người bệnh nhân phải xin lỗi, hấp hối rồi mà biết tôi chạy tới muốn kéo dài từ sắp được trên hai bên. Bác sĩ bệnh viện ở bà đó là ở Liên Hợp, con cháu nói là bác sĩ cho về mà cũng nghe anh bạn tôi là đi giới thiệu nè, anh bạn tôi bên bà làm gì tao mời anh lên ở thử một gặp rồi nên á làm cử cho bác thêm 2 năm và bây giờ thì thôi bà cũng đi. Xin lỗi mình. Dạ. Hai năm cầm cự khi sao khi mà bác sĩ về cái áp dụng thêm phương pháp của thầy Châu bơm máu dẫn máu làm tim bơm máu lên não rồi làm cho mạch ngay được. Những cái bệnh tiểu đường cũng vậy nè. Cái ông ở mặt sài ông một đô ở một đô chứ đô đô một đô ông bệnh viện tiểu đường mà nó chạy tới xuống chừng đen chừng bác sĩ rồi cắt mà đâu phải với chân mà cắt chân nó phải cắt lên. Ông cùng ngày biết xuống rồi nuôi nuôi ăn nuôi ở thì mình ở tại nhà luôn, nhà luôn. Bây giờ tới giờ khỏi cần cắt khỏi gì hết, nhưng mà người đều cũng vẫn còn phải uống thuốc tiểu đường. Yeah. Nhưng mà không có cắt không gì hết. Để thấy mình áp dụng vừa châm cứu của thầy, vừa bóng người của bà Sáu, thêm cái phương pháp của thầy Châu thôi nhận, không còn cái phương pháp nào hiệu lực. Thành dân sẵn cái dịp này về đây cũng có duyên với thầy là nhờ cục đá vô duyên. Nhưng mà bây giờ xin lỗi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.